Chào các bạn. Hôm nay mình lại lên YouTube để chia sẻ với các bạn một món ăn mới khá là hấp dẫn và cũng có thể nói là một món ăn khá là sang trọng. Bởi vì những cái thành phần mà mình làm ra cái món này nó rất là đắt tiền. Cho nên là mình muốn hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể dùng cái món này để mà làm tiệc hoặc là dùng để đi dã ngoại, đi picnic, mang theo cho các con nó ăn, hoặc là mình có các con nhỏ trong nhà cũng rất là thích cái món này thì mình sẽ hướng dẫn. Cái món này nó có tên là baked sushi casserole, thì mình tạm dịch là cơm sushi nướng với trứng cá capelin. Thì để làm ra được cái món này á thì mình cần phải có thịt giả cua, tôm đã nấu chín, cooked shrimp nấu chín và cái size nhỏ thôi, mayo là mayonnaise, rồi sour cream, rồi rice seasoning, cái này là mình mua ở trong chợ đại hàng nè, nó là made in Japan á. Mình có thể mua trong chợ đại hàng hoặc là chợ Nhật. Rồi crab meat thì thịt cua, cái thịt cua riêu cua này nè, cái này là giả cua nha, còn cái này là riêu cua. Và mình xài cái super lump là cái loại ngon nhất của cua, mình mua trong Costco, như là cái phần nấu bánh canh cua mình đã giới thiệu với các bạn á, 21 đồng mấy 22 đồng, với lại nước tương. Và cái món chính trong cái này là gạo, là rice, sushi rice, là cái gạo sushi. Giống vừa rồi mình cũng hướng dẫn làm cái sushi cua cơm cuộn đó. Rồi mình sẽ ăn kèm với lại cái siwi, cái lá siwi mà đã tẩm hương vị sẵn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách làm. Mình sẽ sử dụng 12 ounce cua giả, thịt cua giả 12 ounce thì nó tương đương với lại 1 cup rưỡi, 12 ounce cua giả, và 12 ounce tôm đã nấu chín, cooked shrimp, tôm nhỏ thôi nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 1 cup mayonnaise, 1 cup, và 1 cup sour cream. Rồi cái rice seasoning này thì mình sẽ dùng 1/4, 1/4 cái này, 1/4 cup là cái khăn xay nhỏ này, với lại một cup thịt cua, với lại nước tương. Thì mình có trứng cá nữa nha các bạn. Cái trứng cá này nè là hồi nãy mình đã nói là cái trứng cá nè, capelin nè, là cái trứng cá. Nhưng mà cái này thì mình sẽ hướng dẫn sau. Cái này là mình bỏ lên mặt của cái cơm sau khi mà mình nướng 20 phút á, mình sẽ bỏ nó lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Mình sẽ sử dụng hết cái bịch cua giả này, tại cái bịch cua giả này là nó 12 ounce. Nó bán sẵn như vậy là 12 ounce, cho nên là mình sẽ sử dụng hết cái bịch này. Mình không cần phải đo lường gì nữa. 12 ounce này nó tương đương với lại 1 cup rưỡi. Mình sử dụng một cái bowl, cái tô lớn để mình đổ nó vô đây, chút nữa mình whisk nó lên. Đó là 12 ounce đó, cộng với 12 ounce tôm. Thì cái tôm này 12 ounce mình sẽ đo 1 cup rưỡi. Ở trong đây thì nó có thể nhiều hơn, mình không có sử dụng hết. Mình sẽ sử dụng cái cup để lấy ra 1 cup rưỡi. Cái này nó còn đông đá nè. Đây, mình sẽ sử dụng 1 cup rưỡi. 1 cup là nó như đây, thêm nửa cup nữa, 1 cup rưỡi nha.
một cup mayonnaise. Để mình lấy, mình có cái bình cũ mình sẽ xài cái khác. Cup mayonnaise. Đây mình có cái bình cũ mình xài nha. Mình xài dở thì mình phải sử dụng cái này. Mình sẽ múc ra đây một cup. Mới thấy mấy cái đồ ăn để mix vô trong cái cơm nướng này là đã thấy hấp dẫn rồi. Cup mayonnaise. Còn cái sour cream này là cái hũ này là nó cũng bằng một cup. Này nó cũng bằng một cup nè. Nó có để trong đây là 8 ounce. 8 ounce là tương đương với một cup đó. Mình sẽ cho hết cái này vào. Cho hết cái cup này vào. Rồi, đây là rice seasoning. Mình sẽ cho 1/4 cup. Đây mình sẽ dùng cái cup 1/4. Mình cho nó đầy một cái cup này. Cái này là nó được làm bằng cái seaweed mà nó chóp nhỏ ra với lại mè rồi nó gia vị vô trong đó, đường, muối gì đó, bột ngọt gì đó. Thì cái này nó đã có sẵn hương vị trong đây rồi. Rồi cuối cùng là một cup cua, thịt cua. Mình quên không có khui sẵn. Đây là cái thịt cua mình mua trên Costco đó cả nhà. Mình rất là thích cái thịt cua này. Nó hơi đắt tiền chút nhưng mà ăn nó ngon lắm. Nó giống như là cái cua tươi mà mình lột vỏ. Mình tắt vỏ. Riêu cua luôn. Đây, mình sử dụng cái cup này. Mình sẽ lấy thịt cua ra. Cái cây này nó mềm. Cái hũ này là nó khoảng 2 cup á. Cái hũ này là nó 1 pound. 1 pound là 16 ounce là nó tương đương với lại 2 cup. Đó, mình sẽ cho 1 cup vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên để lát nữa mình bỏ lên trên mặt cơm á cả nhà. Hấp dẫn ghê chưa? Béo, thơm. Ngon quá. Mình phải dành nó cho nó nhỏ ra cái thịt giả cua này. Miếng cua nó hơi to. Mình nếu mà mình mua cái loại cây á, mình có thể cắt nó ra giống như là hột lựu vậy đó. Tại vì mình mua cái shrimp á, mình cũng mua cái tôm rất là nhỏ. Cái cua này nó mềm lắm, mình dành cái là nó vỡ ra, nó bể ra thôi. Đó, ngon chưa?
Rồi mình sẽ để cái hỗn hợp này qua một bên. Mình đã nấu chín gạo rồi, cơm rồi. Cơm đó thì bình thường đó, nếu mà các bạn không có thích ăn nhiều cơm thì các bạn có thể nấu 2 cất gạo. Mình thì mình thấy cái nhân này, cái thịt này nó nhiều quá. Mình sẽ nấu 3 cất gạo, mình muốn mình nhiều một chút xíu gạo để cho con mình nó ăn thay cơm luôn. Thì bây giờ cái hỗn hợp mình đã mix xong rồi và cái cơm mình cũng đã nấu chín rồi. Đây là cái cơm mình đã nấu chín. Cái cơm sushi ấy, mình nấu 3 cup mình đã nấu chín. Bây giờ mình xới nó ra ngoài cái tray, mình sử dụng một cái tray như thế này là mình sẽ múc cái cơm ra. Các bạn chịu khó coi cái video này nha, tại vì cái video này nó hơi dài một tí, nhưng mà tại vì cái này phải coi cho kỹ chứ không có thể làm qua loa thì mình sẽ không biết cách làm đâu. Mình làm coi cho kỹ chút xíu cho nên cái video nó hơi dài chút xíu, các bạn thông cảm nha. Mình phải chỉ hơi tỉ mỉ một chút xíu, mà như mấy cái món khác thì nó easy, nó dễ rồi thì mình chỉ qua loa ra là các bạn cũng có thể làm được đó. Mình trải cơm ra cho nó đều, mình trải cơm ra cho nó đều nè đó. Trong khi chờ đợi mình sẽ cho nó hơi nguội lại tí xíu, đừng có chảy cái hỗn hợp này ra, thì mình sẽ đi turn on cái oven nhà mình, turn on để cho nó reheat 375 độ nha. Khi mà mình đã reheat cái lò xong rồi á, nó đủ độ nóng này nè, quay vô trong đây thì mình sẽ để cái tray nó vô ngay in the middle, ngay giữa cái oven, ngay giữa nha cả nhà. Xong rồi mình đẩy nó vô trong đây. Rồi mình chờ 20 phút. 20 phút thì mình sẽ lấy ra để bỏ cái topping nha. Sau khi mà cái cơm nướng này đã được 20 phút thì mình lấy ra, mình sẽ bỏ topping, mình sẽ bỏ lên cái top. Thì trước tiên mình sẽ bỏ thêm một cup cua nè, thịt cua hồi nãy đó. Mình sẽ sử dụng một cái bao tay. Đây, mình sẽ rắc cái cua này lên trên mặt, rắc đều đều lên trên mặt. Khoảng 1 cup nha cả nhà. Đó, sau khi mình đã rắc cua lên trên mặt thì mình sẽ rắc tới trứng cá này, capelin trứng cá, mình sẽ rắc lên trên mặt. Đẹp chưa, nhìn là thấy muốn ăn rồi, chưa có chín mà cũng muốn ăn rồi, ngon quá. Nếu mà muốn nhiều trứng thì mình có thể bỏ hết hộp trứng này. Mình sẽ một nghĩ mình sẽ bỏ hết cái hộp trứng này. Nó hơi nhiều là mình nó ngon, hấp dẫn. Tại nếu mình để dành lại thì cũng không có làm cái gì. Để cuộn sushi. Cuối cùng mình sẽ sử dụng 1/4 cái cup, 1/4 cái cup rice seasoning này. Đó, đây là 1/4 cup. Mình sẽ rắc nó lên trên mặt. Như vậy. Ngon chưa? Rồi mình sẽ tiếp tục bỏ vào trong cái oven 20 phút nữa là mình sẽ có món cơm sushi nướng với trứng cá. Cái này nãy mình còn on rồi nha cả nhà. Mình sẽ bỏ lại ngay cái rác ở giữa, ngay giữa in the middle, ngay giữa, bỏ vô. Mình sẽ set time 20 phút, 10 phút nữa thì mình sẽ lấy ra.
mình đã lỡ on cái đó, mình chưa set time con đó, thì bây giờ mình sử dụng cái đồng hồ để mình turn on 20 phút. Sau khi 20 phút này là mình đã có món cơm nướng. Cả nhà ơi, như vậy là mình đã hoàn tất món cơm sushi nướng với lại trứng cá rồi nha cả nhà. Đây, đây là thành phẩm mình làm ra. Ngon chưa? Thơm phức, béo ngậy, hấp dẫn quá. Mình sẽ ăn cái món này với cái lá lá si quy này nè nha các bạn. Lá si quy này trong chợ Đại Hàng hoặc chợ Nhật đó, nó có bán sẵn á. Nó đã có gia vị sẵn rồi, nó làm từng tấm nhỏ nhỏ đó. Mình mua cái này chắc ai cũng biết loại này rồi. Đó thì nó có nhiều tấm trong đây. Mình sẽ sử dụng cái tấm này nè để mình ăn với cái này. Mình sẽ ăn thử nha. Mình làm ra mà hồi nãy giờ lâu quá rồi, chờ đợi lâu quá rồi, giờ phải ăn thử mới được, hấp dẫn quá. Đây, mình sẽ bỏ lên cái lá này nè. Còn nóng lắm. Mới nướng mà bốc khói thấy chưa? Thổi đi xíu nha, nóng quá. Ngon quá. Tuyệt vời. Quá xuất sắc. Nó thơm thơm mùi si quy. Béo béo của marinade. Với lại tôm, cua, thịt cua, rồi marinade, mè. Thơm thơm béo béo. Ngon quá, giòn giòn nè. Quá ngon. Các bạn làm thử đi nha. Hy vọng các bạn sẽ làm thành công món này. Nhà mình thỉnh thoảng mình thường hay làm cho con mình ăn lắm. Rất là thích. Rất là ngon. Và rất là bổ dưỡng. Rồi các bạn lên làm thử đi nha. Nếu mà có gì thắc mắc thì comment ở dưới cho mình biết. Mình sẽ trả lời tiếp cho các bạn nếu có gì thắc mắc. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ bên gia đình và người thân. Hãy like và chia sẻ kênh giúp mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.